Chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 21 tây tháng 8 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ về một cái khoản tín dụng thuế và trả lời những cái câu hỏi liên quan đến cái chương trình này. Những cái chương trình này Ngọc đã chia sẻ một vài lần rồi. Tuy nhiên, đây là cái chương trình mà ít ai biết tới lắm quý vị. Chúng ta nên biết tới cái chương trình này để khi mà chúng ta khai thuế năm 2021, tức là năm sau đó, mình khai thuế năm 2021 thì mình có thể xin lại được tối đa là 8.000, một cái số tiền không nhỏ. Thì cái chương trình tín dụng thuế này sẽ dựa vào hồ sơ thuế năm 2021. Và những cái câu hỏi đại loại như là chương trình này mới hả, đã ký chưa? Thì Ngọc xin thưa quý vị, đây là cái chương trình đã ký rồi. Trong cái video này, Ngọc xin dựa vào hai cái đường link, hai cái thông báo cũng như là hai cái trang mà họ chia sẻ cái thông tin về cái chương trình này rất là rõ ràng. Đó là cái trang của TurboTax và cái trang của Sở Thuế IRS. Thì hai cái trang này là hai cái trang khá là tin cậy. Và Ngọc chỉ dừng lại ở cái phạm vi là Ngọc chia sẻ thông tin và Ngọc dựa vào những cái thông tin trên hai cái đường link này để Ngọc chia sẻ cho quý vị. Ngọc xin phép Ngọc sẽ không trả lời những cái câu hỏi phức tạp bởi vì Ngọc không phải là chuyên viên thuế và mỗi cái hồ sơ là mỗi cái trường hợp cụ thể. Mặc dù quý vị có đi hỏi cái YouTuber nào mà làm về thuế, họ cũng không trả lời cho quý vị chặt chẽ đâu quý vị ơi. Họ phải xem hồ sơ của quý vị và đưa ra cái lời khuyên chuyên môn thì họ phải xem cái hồ sơ của quý vị. Cho nên là Ngọc xin phép và Ngọc xin lỗi là Ngọc đã không trả lời những cái câu hỏi liên quan đến những cái chương trình này. Ví dụ như trường hợp là ba mẹ gửi con cho ông bà chăm sóc để mà ba mẹ đi làm, thì những cái trường hợp nào có thể claim và trường hợp nào sẽ không đủ điều kiện. Thì trong cái video này Ngọc sẽ chia sẻ những cái thông tin để quý vị là người tìm ra cái câu trả lời cho mình nha, chứ Ngọc không trả lời trực tiếp cho mỗi trường hợp cụ thể. Quý vị thông cảm cho Ngọc nha. Rồi bây giờ đó, thì cái chương trình này là cái chương trình mới, đã ký rồi. Đã ký dựa vào đâu? Thì dựa vào cái gói, người ta gọi là cái mục 9631A của cái The American Rescue Plan Act of 2021, đã ký vào ngày 11 tây tháng 3 năm 2021. Đó là cái gói gì quý vị? Đó là cái gói cứu trợ đợt 3 đó. Cái gói 1.900 tỷ. Cái gói mà có cái tấm chắc 1.400 đó quý vị. Đó. Thì đó là cái gói mà người ta có luôn cái chương trình này. Chương trình này người ta gọi là cái chương trình Child Independent Care Tax Credit, tức là cái tín dụng thuế dành cho những cái khoản chi phí để chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc. Thì nói như thế nào là Ngọc cũng đã chia sẻ rồi, và trong cái video này Ngọc sẽ trả lời một số câu hỏi cho quý cô chú anh chị nha. Thuế năm 2020 có cái chương trình này không? Cái chương trình mà Child Independent Care Tax Credit là đã có áp dụng cho hồ sơ thuế năm 2020 rồi. Nhưng mà trong năm 2021, khi mà cái gói 1.900 tỷ được ký thì nó có hai cái điều nó thay đổi. Thứ nhất là về cái số tiền. Cái số tiền của quý vị được lãnh thay gì? Mỗi người như vậy quý vị có thể claim được là 3.000, thì bây giờ quý vị có thể claim là 8.000. Đó, 3.000 này á, thật sự quý vị claim được 3.000 nhưng mà quý vị chỉ được cho lại là 20-35% của cái số tiền mà quý vị claim thôi. Đó, còn năm nay á, ví dụ gia đình có một trẻ em là dưới 13 tuổi chẳng hạn ha, và claim được là 8.000 thì quý vị sẽ được xin lại là, được cho lại là 50% của cái 8.000 đó, thì quý vị sẽ được là tối đa là 4.000. Và tương tự như vậy, nếu như mà nhà có hai trẻ em hoặc là hai người mà trẻ em hoặc là cái người nào đó mà không tự chăm sóc cho mình được á, thì quý vị có thể claim tối đa là 16.000. Đó, 16.000 quý vị được cho lại 50% là được xin lại 8.000 tối đa. Trong khi đó năm 2020 thì quý vị chỉ claim là 6.000 thôi. Và quý vị chỉ được xin lại là 20-35% của cái số tiền 6.000 này thôi. Đó là cái thay đổi về cái số tiền. Cái thay đổi thứ hai trong năm 2021, trong thuế năm 2021 này, đó là về cái việc là người ta sẽ cho bạn, mặc dù bạn không có nợ thuế, mặc dù bạn không có đóng thuế, nhưng mà bạn vẫn được cái số tiền này.
nha quý vị nha. Thường thường á, người ta nói là đóng bao nhiêu thì cho lại chỉ bao nhiêu thôi, chứ không được là cho quá cái mức mà quý vị nợ sở thuế ha. Trường hợp này quý vị không đi làm, không đóng thuế, hoặc là quý vị, xin lỗi, quý vị đi làm nhưng mà cái số tiền earn income của quý vị quá là ít, quý vị không cần phải đóng thuế cho sở thuế, nhưng mà quý vị cũng có thể claim cái số tiền đó và nhận lại 50% cái số tiền mà quý vị bỏ ra. Cho nên là người ta gọi là fully refundable, và thậm chí quý vị không nợ sở thuế, không đóng một đồng thuế nào, quý vị cũng được cho lại luôn. Đó là một cái lợi thế rất là lớn dành cho những gia đình nào mà có thu nhập thấp. Rồi bây giờ cái câu hỏi thứ hai là chương trình này hỗ trợ cho ai? Đó, cái này mới quan trọng quý vị nha. Quý vị bắt buộc phải đi làm. Nếu như quý vị chỉ ở nhà và ăn tiền trợ cấp thất nghiệp xuyên suốt năm 2021, từ tháng 1 đến tháng 12, thì quý vị sẽ không đủ điều kiện. Nha quý vị nha. Rồi, nếu như bạn không đi làm, thì bạn ít nhất bạn cũng phải có cái nỗ lực là đi xin việc làm, thì họ mới tính. Và mình phải có cái income cho năm 2021. Như vậy, đối với những trường hợp anh chị nào mà chỉ có cái income từ tiền trợ cấp thất nghiệp thì quý vị sẽ không đủ điều kiện. Mặc dù quý vị có đi xin việc làm, quý vị cũng không có đủ điều kiện, tại vì quý vị không có cái earned income cho cái năm 2021. Thì sang năm, khi mà năm 2022 quý vị quay lại, quý vị khai thuế năm 2021 thì quý vị sẽ không đủ điều kiện. Hoặc là trường hợp này, nếu như quý vị không có đi làm, quý vị chỉ lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp và quý vị có đầu tư chứng khoán và có một cái khoản tiền lời ít, thì cái khoản tiền lời đầu tư chứng khoán này, cái investment profits sẽ không được tính là cái earned income, bởi vì cái này người ta gọi là non-work income quý vị nha. Còn những cái trường hợp mà quý vị đầu tư là một cái nghề của mình á, thì cái trường hợp đó là nó khác. Còn mình đầu tư là đầu tư một cái đầu tư side job, một cái khoản đầu tư nhỏ 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 thôi, thì người ta sẽ không tính là cái earn income. Và một cái điều nữa, quý vị phải có con dưới 13 tuổi, tức là 12, 11 rồi trở xuống thì ok, 13 tuổi là không được nha, 14, 15 trở lên là không được nha quý vị nha. Hoặc là quý vị có một người vợ, hoặc là người chồng, hoặc là người lớn nào trong gia đình đó, hoặc là ba mẹ của mình sống phụ thuộc vào vào mình và sống với mình ít nhất là 6 tháng. Bị những người lớn á, thì họ phải có disability, họ có những cái bệnh tật hoặc là khuyết tật, hoặc là tức là những cái trường hợp này á là họ không có khả năng để tự chăm sóc bản thân mình được. Cho nên là để mà đi làm thì bạn phải nhờ ai đó, bạn thuê dịch vụ, bạn thuê người này người nọ kia để chăm sóc những cái người lớn tuổi, những cái người mà trên 13 tuổi này. Đó thì quý vị nhớ nha. Đó quý vị nhớ giúp Ngọc, thì đó là những cái điều kiện ràng buộc. Rồi bây giờ được bao nhiêu tiền? Thì lúc nãy Ngọc cũng giải thích rồi, quý vị sẽ được cho lại 50% cái chi phí nó liên quan đến cái công việc. Ví dụ như là quý vị phải gửi con mình để quý vị đi làm, hoặc là gửi con mình để quý vị đi xin việc làm. Và tối đa quý vị có thể claim 16.000 và nhận lại 8.000, hoặc là claim 8.000 nhận lại 4.000. Và cái số tiền mà bạn claim á, nó không được quá cái số tiền mà bạn kiếm được. Ví dụ như đồng lương của quý vị chỉ có 10.000 thôi, mà quý vị muốn claim 16.000, tại vì quý vị trả 16.000 cho cái dịch vụ care provider đó, 16.000 cho hai đứa con, thì người ta sẽ không có cho nha quý vị nha. Cái điều này là vô lý. Mình có 10.000 mà mình tiêu 16.000 làm sao được, thì không có được, cái điều này nó không được. Có điều mà chúng ta cần lưu ý thưa quý vị, đó là nếu như là vợ chồng thì quý vị phải khai thuế chung. Nếu như quý vị vợ chồng mà khai thuế riêng sẽ không đủ điều kiện để claim cái chương trình này, và phải bao gồm những cái thông tin như là những cái người mà quý vị trả tiền để họ chăm sóc cho con, hoặc là những cái người không có tự chăm sóc mình trong gia đình của mình á, thì quý vị phải, họ là những cái người care providers ha, quý vị phải cung cấp tên nè, địa chỉ nè, rồi số social hoặc là cái số EIN nếu họ có cái business sẵn hoi, và cái số tiền mà quý vị trả cho người đó. Và dĩ nhiên quý vị trả cho người đó thì quý vị phải có cái chứng từ là quý vị đã trả cho người đó vào ngày nào, và cái số tiền là bao nhiêu. Rồi cái người child hoặc là cái người dependent trong hồ sơ thuế của quý vị là ai, quý vị để tên và cái số social của họ vào.
quý vị nha. Thì đây là cái mẫu của năm 2020, còn mẫu của năm 2021 thì hiện giờ họ chưa có thông báo, cho nên Ngọc chưa biết, không có biết là họ có thay đổi cái gì không. Cái mẫu này quý vị có thể vào trang của Sở Thuế quý vị tìm cái form 2441 là nó sẽ ra cái mẫu này. Và Ngọc nghĩ rằng là quý vị nên download xuống hoặc là in ra để quý vị điền thử đi. Quý vị điền thử đi, xem thử nó có cái những cái gì nha. Rồi những cái trường hợp ngoại lệ là quý vị không có thể gọi, người ta gọi là care provider cho cái claim này được. Những cái trường hợp sau sẽ không đủ điều kiện, sẽ không được claim là những cái người chăm sóc cho con hoặc là người phụ thuộc của mình. Đó là gì? Vợ hoặc là chồng của mình. Nếu như mình đi làm, mình trả tiền cho vợ hoặc chồng của mình chăm sóc cho con dưới 12 tuổi hoặc là chăm sóc cho những cái người dependent, mất khả năng tự chăm sóc mình đó, thì không được nha quý vị, không có làm vậy được. Đó. Nếu như mà hai vợ chồng thì bắt buộc hai vợ chồng cũng phải đi làm rồi thuê người khác chăm sóc con của mình thì ok, cái đó thì được. Rồi, một cái nữa là gì? Cha mẹ của bé dưới 13 tuổi, ví dụ như trường hợp có vợ cũ hoặc là chồng cũ và trả tiền cho những cái người vợ cũ hoặc chồng cũ chăm con của mình để mà cái người 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 chồng người ba này hoặc người mẹ này đi làm á, thì không có đủ điều kiện như vậy nha quý vị nha. Rồi điều kiện thứ ba là gì? Dependents. Nếu như mà cái người mà quý vị trả tiền để chăm sóc con mình là dependent trong hồ sơ thuế của mình thì không được. Ví dụ như gia đình của mình là có anh, có chị và có ông, có bà ha, và có con nữa đó, thì anh chị claim ông bà là dependent trong hồ sơ thuế của mình thì anh chị không thể nào mà trả tiền cho ông bà để mà chăm sóc con mình và claim cái chương trình 8.000 này được, không có cho vậy được quý vị nha. Ông bà phải độc lập thì mình mới claim cái chương trình này được. Thứ tư là mình không thể nào mà mình trả tiền cho con của chính bạn, ví dụ con mình đủ 18 tuổi hoặc là con mình nhỏ hơn 18 tuổi, dù là bạn có claim dependent hay là không vào hồ sơ thuế của mình. Ví dụ trường hợp cụ thể là mình không thể nào mà trả tiền cho cái đứa con 18 tuổi của mình để chăm sóc cho cái đứa con 5 tuổi của mình rồi để mà claim để xin tiền lại của sở thuế thì không được. Người ta không có cho những cái trường hợp này quý vị nha. Còn những cái trường hợp còn lại thì sao? Những cái trường hợp còn lại thì quý vị tham khảo những cái câu hỏi và câu trả lời thường gặp ở bên sở thuế đó. Rồi bây giờ làm thế nào để claim, để xin lại là 8.000 tối đa thì quý vị đợi sang năm. Khi mà quý vị khai thuế năm 2021 thì quý vị điền cái mẫu đơn là 2411 nha quý vị nha, điền cái mẫu đơn đó. Đây là cái hướng dẫn của sở thuế nè. Rồi. Một cái điều nữa, chúng ta nên giữ những cái records, trả tiền ai thì quý vị giữ lại. Và nếu như mà quý vị có thể thì quý vị gửi cho cái người care provider đó cái giấy W10. Thì cái W10 này họ sẽ điền ra những cái thông tin cần thiết để quý vị dùng cái này làm một cái record để mà mình khai báo những cái thông tin cho sở thuế. Chứ quý vị không có cần phải nộp cái này cho sở thuế nha. Cái này là để mình giữ cái record thôi. Rồi một cái thông tin nữa ở đây á, cái trường hợp mà trả tiền cho ông bà để chăm sóc cháu có thể claim xin lại 50% tiền hay không thì lúc nãy Ngọc cũng đã trả lời rồi. Được, quý vị được. Ví dụ như câu hỏi này, tôi trả tiền cho mẹ của tôi để chăm sóc con tôi during the day là trong ngày á. Ban ngày thì cái cô này cũng trả tiền cho mẹ của cổ để chăm sóc con cổ. Thì cái số tiền này có được gọi là work related expensive hay không? Thì yes, nó là work related expensive nha quý vị, expensive. Thì bây giờ đó, một cái điều kiện duy nhất mà quý vị cần phải lưu ý là cái người mẹ này, tức là người bà đó, phải không là họ không có claim. Thì bây giờ Ngọc xin nói lại một chút xíu nè. Ở đây có ba nhân vật ha, đó là con, bà và cháu ha. Cái người con này cần đi làm cho nên gửi con cho bà nuôi, rồi cái bà chăm cháu ha, thì người con này trả tiền cho bà thì có
claim cái số tiền này để xin lại 50% cái số tiền mà người con trả cho bà hay không. Chỉ có trường hợp là người con này không có khai bà dưới dạng dependent là phụ thuộc trong hồ sơ thuế của họ. Nếu như claim thì không được, mà không claim thì ok, được, không sao hết. Nha quý vị nha, thì đó là những cái thông tin mà Ngọc Hiếu, Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị. Còn nếu như quý vị muốn hỏi trực tiếp cho trường hợp của mình thì quý vị phải tìm những cái người có chuyên môn và đưa cái hồ sơ thuế của mình cho họ để họ tư vấn cho mình một cách chuyên nghiệp hơn quý vị nha. Rồi bây giờ gửi con mà dạng như là private kindergarten thì có được gọi là những cái chi phí liên quan đến công việc của mình không? Thì những cái trường hợp này họ nói là không được. Những cái trường hợp mà đi trường private school đối với vậy thì không được nha. Dù là kindergarten hay là những cái lớp cao hơn nữa thì cũng không được. Người ta không gọi là work related expensive. Rồi những cái trường hợp này là maybe nha. Ví dụ như quý vị gửi con mình cho cái chương trình before school hoặc là after school hoặc là before and after school. Ví dụ như ở ở Ngọc thì nó gọi là cái chương trình này là chương trình SAT hoặc là alphabet đó quý vị. Thì quý vị gửi con thì những cái trường hợp này là maybe quý vị nha. Quý vị gửi con mà đi làm, còn gửi con mà đi những cái công việc khác thì không có cho quý vị nha. Rồi những cái trường hợp khác thì người ta cũng maybe, ngay cả sở thuế người ta cũng trả lời là maybe, cho nên bản thân Ngọc không dám trả lời và Ngọc xin phép không trả lời nha quý vị nha. Quý vị thông cảm giúp Ngọc. Hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Bye bye quý vị.